Thank you.
đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và cùng đóng góp cho quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của chính phủ. Yeah.
bạn không? Chưa luôn. Ủa chứ không phải đi là trận với mùng 5 mà. Rồi. Đâu nay anh nhang năm chứ đâu nghiêm xuống. Thì cũng tổ chức ăn uống chứ. Hùng này máu qua đây. Đây nè Hùng. Hỏi anh đâu? Kêu anh về rồi. Xong rồi nói là hai câu ba sợi đường lèo. Nhưng mà cũng hỏi anh đâu một chút nói thiệt sự. Ủa anh đi, đi giờ đi đường xa không? Anh đi đường xa không? Ôi trời ơi. Đi trên đường cầu Nhân Ông hay là đi cầu Tổng? Cho nó ăn giọng mất biểu xấu xấu. Ăn xé ăn bớt rồi biểu. Với lại chỗ đường thằng Thảo là nó số anh nè. Đi mà ớ luôn á. Ủa dánh vèo nào? Hả? Hả?